Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời quý vị cùng em điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU hiển tế hai sao đắt giá lên bàn đàm phán vụ Sancho. Man United chính thức muốn sở hữu đá tảng Leicester City. Euro 2020 đem tới 5 vấn đề khiến Ole Gunnar Solskjaer đau đầu. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU hiển tế hai sao đắt giá lên bàn đàm phán vụ Sancho. MU được cho là sẵn sàng bán đi hai cầu thủ đang chơi thiếu ấn tượng tại đội 1 để dồn tiền mua Jadon Sancho từ Dortmund. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đang nỗ lực bổ sung những cái tên chất lượng cho đội hình MU trước mùa giải tới và theo David Ornstein, họ đã tới rất gần việc hoàn tất chiêu mộ Jadon Sancho. Một thỏa thuận với Jadon Sancho của Borussia Dortmund dường như chỉ còn là vấn đề thời gian. MU hiện cũng có những mối liên hệ với những ngôi sao khác như Raphael Varane và Kieran Trippier khi vị trí trung vệ và hậu vệ phải cần được tăng cường. Nhưng bất kỳ bản hợp đồng mới nào đều cần phí chuyển nhượng không nhỏ, MU không chỉ cần số tiền có sẵn để hoàn thành các vụ chuyển nhượng lớn như vậy, họ cũng cần phải bán bớt những người dư thừa trong đội hình. Vì lý do này, ESPN đưa tin, Anthony Martial và Donny van de Beek hiện là những người có khả năng ra đi cao nhất, nhường chỗ cho những bản hợp đồng mới. Martial đã gia nhập MU từ năm 2015 và anh vẫn còn 3 năm trong hợp đồng đã ký với Quỷ Đỏ với tùy chọn gia hạn 1 năm nữa. Điều đó có nghĩa là giá trị chuyển nhượng của chân sút người Pháp vẫn lên tới 38,7 triệu bảng theo Transfermarkt. Martial mới chỉ 25 tuổi, điều này có thể giúp MU để dễ để anh ra đi hơn, đặc biệt là khi kết hợp chuyển nhượng với Van der Beek, người cũng đang phải ngồi dự bị ngày dài. Van der Beek mới chỉ tới sân Old Trafford một mùa giải, tiền vệ người Hà Lan gặp nhiều khó khăn trong năm đầu tới nước Anh chơi bóng. Anh vẫn còn 4 năm nữa trong hợp đồng đã ký với MU, kèm lựa chọn gia hạn thêm 1 năm. Mặc dù vậy, cựu cầu thủ Ajax chỉ được Transfermarkt định giá là 25,7 triệu bảng, mặc dù MU đã chi 33,5 triệu bảng cho chữ ký của anh chỉ 1 năm trước. Phí chuyển nhượng thực tế có thể thấp hơn một chút so với định giá của Transfermarkt. MU có thể đặt ra mức giá bán 64,4 triệu bảng cho hai cầu thủ này. Điều đó chắc chắn sẽ tạo điều kiện cho một số bản hợp đồng có giá trị lớn được MU thực hiện vào mùa hè này. MU chính thức muốn sở hữu sao Leicester City. Raphael Varane của Real Madrid được cho là mục tiêu hàng đầu của MU cho vị trí trung vệ. Tuy nhiên mới đây, nhà báo Erin Connell cho biết Man United cũng đã đưa Scala Soyuncu của Leicester City vào tầm ngắm. Hiện tại, Quỷ Đỏ đang gặp khó trong vụ Varane nên việc chuyển hướng sang chiêu mộ trung vệ người Thổ Nhĩ Kỳ là điều hợp lý. Barca yêu cầu Messi kiên nhẫn với hợp đồng mới. Barca từng đặt mục tiêu sẽ công bố hợp đồng mới với Lionel Messi vào đúng sinh nhật mừng 34 tuổi của cầu thủ Argentina. Tuy nhiên, mục tiêu này không thể thực hiện bởi những vướng mắc về tương lương của Messi. Hợp đồng hiện tại của Barca với Messi chỉ còn 4 ngày nữa là hết hạn. Theo ESPN, Barca đã bắn tín hiệu mong muốn Messi hãy kiên nhẫn. Trong những ngày tới, Barca phải gấp rút hoàn tất các điều khoản trong hợp đồng, trong đó được quan tâm nhất là vấn đề lương của Messi trong hợp đồng mới. Dù Messi sẵn sàng giảm lương để tiếp tục gắn bó, nhưng việc quỹ lương bị đội quá cao đang khiến Barca phải đối mặt nguy cơ chịu án phạt từ ban tổ chức La Liga. Để cân bằng quỹ lương, Barca phải bán đi một số cầu thủ trong đội hình. Zidane lộ biến đổi tiếp theo sau khi rời Real Madrid. Trò chuyện trên Onda Cero, chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid đã tiết lộ mong muốn của Zidane là được dẫn dắt tuyển Pháp. Zidane đã quyết định kết thúc triều đại thứ hai của mình tại Real Madrid ít ngày sau khi chiến dịch vừa qua kết thúc không danh hiệu, vì thế không còn được tin tưởng. Đề cập về sự ra đi của Zidane, ông trùm Perez cho hay: "Tôi đã cố giữ Zidane ở lại, tôi chưa đọc lá thư chia tay, nhưng tôi thề với các cháu của mình rằng người viết thư đó không phải là Zidane. Anh ấy là một huyền thoại của Real Madrid và được tất cả chúng tôi tôn trọng. Giấc mơ của Zidane là được trở thành huấn luyện trưởng tuyển Pháp và anh ấy chắc chắn sẽ đạt được điều đó." Liverpool chuẩn bị hợp đồng khủng cho Mbappe. Theo nhà báo uy tín Rudy Galetti, Liverpool đã chuẩn bị sẵn hợp đồng với mức lương khủng để mời chào Kylian Mbappe thi đấu cho họ. Mbappe sẽ hết hợp đồng với PSG vào hè tới và vẫn chưa gia hạn. Chân sút của tuyển Pháp được cho là ưu tiên gia nhập Real Madrid, nhưng Real đang gặp khó khăn tài chính. Liverpool muốn làm mới mạnh mẽ sau thất bại ở mùa giải vừa qua và ông Jurgen Klopp muốn có Mbappe cho hàng công. Phí chuyển nhượng hơn 100 triệu euro cũng được Liverpool chuẩn bị sẵn. Dortmund vòi thêm tiền bán Sancho nếu MU vô địch Champions League. Theo tờ The Atlantic, Dortmund muốn nhận thêm tiền từ vụ bán cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho trong trường hợp Man United vô địch Champions League. Dortmund đã chấp nhận việc Jadon Sancho ra đi ở hè 2021 và điểm đến sẽ là Man United. Do đó, Dortmund đang cố gắng vòi tiền đối tác càng nhiều càng tốt. Theo The Atlantic, Dortmund muốn có thêm một khoản từ việc MU giành chức vô địch Champions League. Tất nhiên, Dortmund cũng đưa ra khoảng thời gian cụ thể cho vấn đề này. The Atlantic cho biết, Dortmund muốn thu về 5 triệu bảng nếu MU vô địch đấu trường danh giá và điều khoản đó sẽ có hiệu lực trong vòng 1 đến 2 mùa giải. Mùa này, vụ chuyển nhượng đưa Sancho tới Man United đang ngày một gần hơn.
Theo tờ Bild của Đức, Man United cuối cùng đã đồng ý đáp ứng mức giá 77 triệu bảng mà Borussia Dortmund đòi hỏi trong vụ bán cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho. Trước đó, các điều khoản cá nhân giữa Sancho và Man United đã được hoàn tất. Sancho được cho đã đồng ý mức lương 350.000 bảng một tuần với đội chủ sân Old Trafford. Trong trường hợp bom tấn này được kích nổ, đại kình địch cùng thành phố Man City sẽ đút túi khoản tiền đáng kể nhờ vào Sancho. Lý do là vì khi bán Sancho được cho Dortmund, đội chủ sân Etihad đã cài thêm điều khoản được nhận hoa hồng trên tổng số tiền mà câu lạc bộ vùng Ruhr bán cầu thủ người Anh cho đội bóng khác. Tottenham theo đuổi Jules Koundé. Theo truyền thông Anh, Tottenham muốn chiêu mộ trung vệ người Pháp của Sevilla là Jules Koundé. Phí giải phóng hợp đồng của Koundé lên tới 69 triệu bảng, nhưng Sevilla được cho là có thể phải chấp nhận bán anh với giá thấp hơn nhiều trong những tháng gần đây. Koundé cũng là mục tiêu mua sắm của MU và Real Madrid. Anh đang cùng tuyển Pháp thi đấu ở Euro 2020. Koundé là nhân tố quan trọng giúp Sevilla giành vé dự cúp C1 mùa tới. Euro 2020 đem tới 5 vấn đề khiến Ole Gunnar Solskjaer đau đầu. Ole Gunnar Solskjaer hẳn là đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Euro 2020. Đây là giải đấu mà có rất nhiều học trò của ông đang tham dự. Chỉ trong vòng một tuần qua, Jadon Sancho đã ở rất gần với việc trở thành cầu thủ của MU, mặc dù việc hoàn tất hợp đồng này không quá gấp rút do tiền đạo 21 tuổi vẫn đang cùng đội tuyển Anh chinh phục Euro. Loạt trận vòng 1/8 Euro sẽ tiếp tục là cơ hội để nhiều cầu thủ MU tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia ở đấu trường quốc tế, và Ole Gunnar Solskjaer sẽ có nhiều vấn đề cần suy nghĩ nghiêm túc trước khi mùa giải mới khởi tranh vào tháng tới. Tuy nhiên, ngay cả khi những ngôi sao của ông không tỏa sáng ở những trận đấu sắp tới, thì Solskjaer cũng đã có rất nhiều điều cần cân nhắc trước thềm mùa giải mới. Đầu tiên, khai thác hết đẳng cấp của Paul Pogba. Paul Pogba có lẽ chẳng cần thêm một giải đấu tầm cỡ nào để khẳng định đẳng cấp của mình. Thế nhưng, MU cần phải tìm ra một cách để tận dụng hết tài năng của tiền vệ 28 tuổi ở mùa giải tới. Pogba nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ N'Golo Kanté ở đội tuyển Pháp. Đây là dấu hiệu cho thấy MU cần đã phải đem về một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp để ngay lập tức khai phá Pogba. Cựu tiền vệ Juventus sẽ là một ứng viên cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Euro nếu Pháp có thể lên ngôi vô địch. Việc lựa chọn tự do sáng tạo trong tấn công chính là yếu tố quan trọng nhất làm nên những pha bóng thăng hoa của Pogba ở đội tuyển. Nếu trao cho Pogba đặc quyền tương tự, MU không chỉ khai thác hết đẳng cấp của bản hợp đồng kỷ lục của câu lạc bộ, mà Quỷ Đỏ thậm chí sẽ có thể thuyết phục tiền vệ này gắn bó lâu dài với chân sân Old Trafford. Thứ hai, Bruno Fernandes đã bị quá tải. Trong khi MU cần một tân binh để khai thác tối đa Pogba, thì đối với Bruno Fernandes, Quỷ Đỏ cần phải để tiền vệ này có nhiều hơn thời gian nghỉ ngơi. Tuyển thủ Bồ Đào Nha tỏ ra hụt hơi trong mọi pha bóng ở Euro 2020 sau một mùa giải khốc liệt. Fernandes có số trận ra sân cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia nhiều nhất tính trên 5 giải đội tuyển quốc gia hàng đầu châu Âu mùa giải 2020-21 và có số phút thi đấu nhiều thứ ba. Phong độ thất thường của Fernandes là hệ quả tất yếu của tần suất thi đấu khắc nghiệt trên. Đây tiếp tục là một lời cảnh báo với Solskjaer về cách sử dụng tiền vệ 26 tuổi. Nếu MU chiêu mộ thành công Sancho thì gánh nặng sáng tạo trên hàng công của Fernandes sẽ được giảm đi đáng kể. Dẫu vậy, vị chiến lược gia người Na Uy vẫn cần cẩn trọng hơn trong việc chăm sóc Fernandes. Vấn đề thứ ba, Laxor sẽ tiếp tục là mắt xích tối quan trọng của MU. Laxor đang đem tới Euro phong độ thăng hoa của mình trong màu áo MU. Hậu vệ 25 tuổi chính là người tạo ra nhiều cơ hội nhất trong số các tuyển thủ Anh, dù cho anh mới chỉ thi đấu 2 trận. So vừa trải qua một chiến dịch tỏa sáng rực rỡ cùng MU, anh đã vươn mình để trở thành hậu vệ trái xuất sắc nhất ngoại hạng Anh, nếu không muốn nói là châu Âu. Điều đáng nói ở đây là So trình diễn một sự ổn định đến đáng sợ và không còn ai dám nghi ngờ đây chỉ là một hậu vệ trái tiềm năng. Nếu So tiếp tục duy trì sự thăng hoa của mình ở hành lang trái, chắc chắn MU sẽ phải dựa rất nhiều vào anh cho mọi tham vọng ở mùa giải tới. Thứ tư, Marcus Rashford có thể bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải tới. Marcus Rashford đã quyết định sẽ chờ cho tới khi Euro kết thúc mới quyết định xem có nên thực hiện một ca phẫu thuật hay không. Rõ ràng, Rashford đang tỏ ra miễn cưỡng trong việc điều trị dứt điểm chấn thương vai của mình. Chấn thương dai dẳng và tình trạng quá tải khiến Rashford chỉ có được đúng một bàn thắng trong 10 trận gần nhất chơi cho MU. Chắc chắn, tiền đạo 23 tuổi không thể muốn rời xa sân cỏ, nhưng về lâu dài sẽ tốt cho sự nghiệp của Rashford nếu anh dành thời gian dài nghỉ ngơi sau một ca phẫu thuật hè này. Và vấn đề cuối cùng, Daniel James vẫn có một vai trò quan trọng ở MU. Một tín hiệu tích cực khác với Solskjaer đó là sự hồi sinh của Daniel James sau mùa giải thứ hai đầy khó khăn ở Old Trafford. Trong màu áo xứ Wales, James đã lấy lại được sự tự tin ở vị trí tiền vệ trái ưa thích. Anh cũng đang là một trong những cầu thủ tạo nhiều cơ hội hàng đầu Euro 2020 bằng những pha đột phá và đưa bóng vào từ hành lang trái. Dù người hâm mộ xứ Wales vẫn đôi lúc không hài lòng với những pha xử lý cuối cùng của James, nhưng tốc độ kinh hoàng của anh vẫn là mối đe dọa liên tục với mọi hàng thủ. Tiền vệ 23 tuổi có lẽ vẫn sẽ chưa thể cạnh tranh được một vị trí chính thức trong đội hình của Solskjaer mùa tới, nhưng anh sẽ là một phương án có thể tạo ra sự khác biệt nếu được tung vào từ băng ghế dự bị. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này.
Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!